xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là bộ chuyện ma có thật của kênh Misu chúng ta đạt tới mốc là 200 tập rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình đớp lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha các bạn. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào mà muốn gửi chuyện về để cho Thi kể lại á, thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com dùm Thi nha. Và phần email Thi có để dưới mô tả của YouTube, thì các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả thì các bạn sẽ thấy email của Thi liền. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này kể về người chị dâu của bạn ấy đã kể cho bạn ấy nghe các bạn. Thì cách đây là khoảng 3 năm trước, người chị này là chưa có lấy anh của bạn, cho nên là chỉ là hai người mới quen nhau. Và cái thời gian đó thì quê chị này là ở dưới Tiền Giang. Và trong một cái khoảng thời gian đó thì chị có lên trên Sài Gòn để mà đi làm các bạn. Và công việc đó là làm PG. Thì thường là theo cái tính chất công việc của chị thì chị đi là khoảng từ 5 giờ chiều cho tới 10 giờ tối sẽ về. Và chị có thuê một ngôi nhà ở bên quận 10. Anh của bạn thì là nhân viên văn phòng, cho nên nó là chỉ làm cái giờ hành chánh mà thôi các bạn. Thì theo cái lịch sinh hoạt của chị này á, thì chị thức tầm khoảng 9 giờ sáng, rồi sau đó là sẽ đi chợ nấu cơm ăn, rồi nghỉ trưa, rồi ăn một phát rồi mới đi làm các bạn. Thì hôm đó cũng vậy. Và khi mà ăn uống xong rồi á, là chị nằm nghỉ để mà chuẩn bị đi làm á, thì đang ngủ như vậy thì tự nhiên chị trong cái lúc mơ mơ màng màng, đang ngủ rất là say, nhưng mà tự nhiên bị giật mình. Và trong cái lúc mơ mơ màng màng thì chị có nhìn thấy một người đàn ông. Và cái người này á, là mặc một cái quần tà lõn với lại một cái áo thun ba lỗ các bạn. Nhưng mà trong cái lúc đó là chị chỉ suy nghĩ trong đầu á, là anh của bạn qua mà thôi. Thì chị nghĩ rằng ủa, ổng qua nào mà ổng không kêu mình, mà thôi kệ đi. Tại vì lúc đó là đang ngủ, cho nên á, là chị cũng không có muốn dậy mà muốn ngủ luôn luôn. Và chị cũng kệ, xoay lưng vô trong để cho hả là ông đó giống như là anh bạn muốn làm gì làm. Thì khi đó là tự nhiên á, là chị cảm giác như là ông này đang giống như là tiến tới người chị và bắt đầu dê sờ soạn các bạn. Và chị mới bực bội, chị mới cự, chị nói hả là dê cái gì mà dê, đi ra chỗ khác đi, chiều tôi còn đi làm nữa. Và chị quơ tay lên. Trong cái lúc mà vừa la thì vừa bắt đầu là quơ tay lên, nhưng mà chỉ quơ vào trong cái khoảng không thôi, mặc dầu rằng là thấy có người đang đè mình đó các bạn. Và khi đó là chị giật mình bừng tỉnh ngồi dậy, thì lúc đó là dầu rằng là trong phòng mở mới lạnh, rất là lạnh, nhưng mà mồ hôi của chị vã ra như là tắm, đồng thời là không hề thấy ai, cửa vẫn đóng bình thường. Thì chị mới thấy là quái lạ. Rõ ràng mới nãy là mình có nhìn thấy một người, mình nghĩ rằng là anh của bạn này không à, nhưng mà tại sao bây giờ lại không có ai. Cho nên là chị đã lấy điện thoại gọi cho anh bạn này, thì hỏi rằng anh ơi, mới nãy là anh có qua bên phòng em không? Thì anh bạn mới trả lời rằng là bây giờ này đang đi làm, có bao giờ qua giờ này đâu mà em hỏi kỳ vậy, có chuyện gì? Thì chị mới nói rằng không, không có chuyện gì hết. Và chị cũng là ngồi dậy cũng sợ các bạn, và ngồi dậy chuẩn bị đi làm luôn. Thì chị nói thêm rằng là khi mà chị ở trong cái phòng này á, là chị thường xuyên gây gỗ với anh bạn này. Hai người á, là hay gây nhau dữ lắm. Và một lần đó là gây lớn đến nỗi mà nói chia tay luôn và bỏ về quê 2 tháng, đồng thời là trả lại cái ngôi nhà này luôn các bạn. Thì sau này thì hai người này đã lấy nhau rồi, hiện chị đang là chị dâu của bạn. Và đó là cái câu chuyện thứ nhất chị này kể. Và câu chuyện thứ hai là khi mà chị còn ở dưới quê, lúc này là tầm khoảng 7 giờ mấy, gần 8 giờ tối, thì sau khi mà xem chương trình TV xong á, thì chị này cùng với lại mấy chị em trong nhà, cộng với lại một đứa cháu trai, bắt đầu cháu trai nhưng mà lớn rồi chứ không phải nhỏ nha các bạn, cũng lớn mười mấy tuổi, gần 20 tuổi rồi, mới rủ nhau là 6 người sẽ đi ra phố để mà hát karaoke quê ở Tiền Giang nha các bạn. Thì
Do lúc đó là trời đã tối rồi, gần 8 giờ tối. Và đường á, thì từ ở nhà mà đi ra ngoài lộ lớn để ra quán karaoke á, thì tương đối là cái đường khá là xa, mà chỉ là đi bộ thôi, mà đường thì lại không có đèn. Thì bốn người chị của chị á, chị này là Út nha các bạn, bốn người chị của chị mới nói rằng thôi đi cái đường dạng như là có hai đường đi, một đường á là tuy rằng đi xa hơn nhưng lại có đèn, còn một đường á thì sẽ là đi gần hơn nhưng mà lại tới thui không có đèn các bạn. Thì chị này không có chịu, cộng với lại đứa cháu nó không chịu, nó nói rằng á là đi có một chút nhầm nhỏ gì, không lẽ ma cỏ gì từ nào giờ á hả, là hả tôi có thấy ma cỏ gì đâu, mới bà sợ đi 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 đường này đi cho nó gần. Thì bốn người kia cũng chịu các bạn. Và khi mà đi cái đường thì đường quê mà cũng không phải là lớn lắm. Chị với lại đứa cháu của mình là đi trước, còn bốn người chị là đi phía sau. Và khi đang đi, vừa đi vậy á, thì tự nhiên á là hai chị với lại đứa cháu đó thì tự nhiên thấy một người bà già các bạn, bà này già dữ lắm rồi, và lưng thì gù xuống mà chống cái gậy đi, mà bên tay là xách một cái túi rất là to mà đi rất là chậm rãi. Thì bắt đầu á là chị với lại cái đứa cháu đó bắt đầu đi chậm lại để cho đợi bà này đi xa một chút nữa. Nhưng mà các bạn biết không, cái bà già này á là bà không có đi nhanh, cứ tưởng tượng rằng á là cứ 10 giây bà mới bước được 2 bước mà thôi, là đi rất là chậm. Thì bắt đầu á là cái người cháu mới xoay qua nói với chị rằng á là Út ơi, cái bà này hả, bà đi chậm quá, đi cái kiểu vậy mà đợi bà chắc hả đi ra tới ngoài lộ mà đi hát chắc tới 1 giờ sáng luôn quá Út. Là ý là nói bà này đi rất là chậm. Rõ ràng hai dì cháu nhìn thấy là cái bà già rõ ràng chống gậy, xách một cái bị rất là to, chiếm gần hết cái hẻm luôn, cho nên nó là không có lách qua được các bạn. Thì khi mà nhìn lại là không phải là bà già nữa mà là một cái cục. Và cái cục này là to, mà càng lúc nó càng phình to ra mà đang thui rồi các bạn. Đồng thời là có hai cái giống như là hai cái đốm phát sáng ở trên cái cục đó mà nó phát sáng ra. Thì khi đó là hả chị với lại cái đứa cháu trai rất là sợ và liền la lên ma ma và chạy ngược trở lại. Thì lúc này là bốn người chị đi sau hoàn toàn không có nhìn thấy gì, tự nhiên thấy hai cái đứa này tự nhiên sao mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét mà chạy về nhà mà la ma ma vậy, mà rõ ràng bốn chị này thì lại không có nhìn thấy. Thì khi mà thấy hai người này chạy về á, thì bốn người kia cũng chạy về nhà hỏi, và cái cuộc đi chơi đó là bỏ không đi nữa. Thì khi chị về có kể lại cho bốn chị mình nghe thì bốn chị mới nói rằng á, đó mày thấy chưa, ai biểu mới nãy mày nói rằng á hả từ nào giờ mày chưa thấy ma, bây giờ người ta hiện ra người ta cho mày thấy đó đó, bỏ tật chưa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai Thi tin đó các bạn. Và một cái câu chuyện thứ ba, chuyện này thì khá là ghê, cũng là chị dâu bạn kể cho bạn nghe. Chị dâu bạn là Út và chị có một người chị ba. Thì người chị ba này ở dưới Tiền Giang, nhưng mà do là mang thai chuẩn bị sinh con mà lại sinh đôi nữa các bạn, cho nên nó là phải lên Sài Gòn. Và khi lên Sài Gòn á thì có thuê một cái căn phòng trọ để mà nghỉ trước khi sanh, rồi sau khi sinh về đó nằm, rồi khoảng ra tháng bắt đầu mới về quê các bạn. Thì lúc đó là chị dâu của bạn với lại mẹ và người chồng của cái chị ba đó là đi cùng lên để mà nuôi. Tại vì khi chị này sanh khá là yếu các bạn, mà sinh đôi nữa. Thì khi trở về cái phòng trọ đó rồi thì bình thường, cũng vài ngày đầu không có gì hết. Người chị ba đó rất là yếu, phải ăn uống là phục vụ tận nơi hết. Và hôm đó thì chị ba đang ngủ và tự nhiên cảm thấy khát nước các bạn, thì trở dậy nhìn thấy hai đứa nhỏ đang nằm sinh đôi mà, và thấy em mình thì nằm trong góc, mẹ mình thì nằm bên đây, còn người chồng thì trải chiếu ở dưới đất ở dưới để nằm. Và chị khát quá cho nên mà muốn ngồi dậy để mà uống, mà nghĩ rằng là tại mới sanh mà yếu nữa, nhưng mà thấy ai người thân của mình ngủ ngon quá cho nên cũng không có nỡ kêu các bạn. Thì chị mới là cố gắng ngồi dậy để mà rót nước mà uống. Thì chuẩn bị khi mà đến cái bàn để mà rót nước uống á, thì chị nhìn ra cái cửa sổ thì chị thấy rằng cái cửa sổ đang mở, mà tại vì bình thường á là trước khi ngủ là mọi người đều đóng cái cửa sổ, tại vì bà đẻ mà các bạn, đâu có để gió mái mà thổi vô phòng được. Thì chị nhìn thấy, chị nghĩ rằng chắc là mới nãy ngủ chồng mình đã quên đóng rồi, cho nên chị mới bước lại để mà chị đóng cái cửa sổ đó. Thì khi mà chị với tay ra để mà chị chuẩn bị, chị kéo cái cửa vào á, thì tự nhiên chị có thấy một cái bà. Và bà này á là cách chị rất là xa nha,
giống như là mình đang ở trong đây mà bà kia xa xa cầu 20 bước chân ngoài kia vậy đó. Thì cái bà đó là mặc một cái bộ đồ xong rồi gánh một cái đòn gánh mà giống như là những cái người gánh buôn gánh bán bưng đó các bạn. Thì cái bà đó gánh đội cái nón lá, thì chị rõ ràng chị nhìn thấy cái bà đó gánh tuốt ở ngoài kia cầu 20 bước chân vậy đó. Nhưng mà chưa đầy một giây là có nghĩa là lúc mà mình đưa tay ra mình chuẩn bị mình kéo cái cửa để mình đóng á là mình nhìn thấy á, nhưng khi mà chưa chuẩn bị kéo vào thì tự nhiên cái bà này đứng ngay cái cửa sổ luôn các bạn. Có nghĩa là chỉ mới chưa đầy một giây mà bà kia từ ở ngoài đó mà vô tới đây, thì chị giật mình thức hơn. Và cái bà này á là tuy rằng cái gương mặt không có gì hết nhưng mà chị cũng không thấy mặt nữa. Chị chỉ thấy rằng cái bà này đội một cái nón lá và sùm sập xuống như nè. Thì bà này mới hỏi rằng á là mua bánh giò không? Bà hỏi mà cái giọng bà hạ thấp rất là sợ, mua bánh giò không? Đó thì chị hoảng hồn hết. Tuy rằng á là không có thấy được cái mặt của bà này tại vì cái nón lá nó che sùm sập rồi. Nhưng mà chị nghĩ rằng trời ơi, sao mới nãy mà bà từ tuốt đằng kia mà bà vô tới đây lẹ vậy, rõ ràng mình đâu có thấy ai đi lại đâu mà tự nhiên bà đứng trước đây. Thì chị rất là sợ và chị coi như là quên đau đớn mà chạy vô trong giường luôn các bạn, bỏ uống thuốc luôn, bỏ uống nước luôn. Thì khi chạy vào á là chị sợ hãi lắm, sợ hãi tại vì thấy nó cái sự nó lạ quá, không thể nào một người mà có thể gánh đòn gánh mà đi từ ở ngoài kia mà vô đây lẹ như vậy được. Thì chị sợ hãi và nằm đó. Thì khi mà đang nằm tự nhiên á là lim dim rồi và chị lại thấy một cái bóng người. Và khi chị nhìn xuống á là ngay cái chân giường nè các bạn, thì nhìn xuống ngay cái chân của mình là chị thấy có một người thanh niên. Và cái người này á là ngồi nhìn chị chứ không có nói gì nha các bạn. Thì chị sợ lắm, chị nói ủa sao tự nhiên có người nào lạ quá vô phòng mình vậy ta. Rồi bắt đầu cái người này bắt đầu trườn lên, chị gọi là trườn chứ không phải là bò nha các bạn, trườn lên trên cái cơ thể của chị luôn. Và tự nhiên lúc đó là người chị là cái cơ thể chị muốn kêu lên để cho là chị dâu của bạn, mẹ với lại chồng của mình, nhưng mà không kêu được, cơ thể thì bắt đầu là cứng ngắc hết toàn bộ luôn, không thể nào cử động được. Và cái người đó cứ trườn lên gần chị và chị thấy rõ luôn cái gương mặt của người thanh niên này là cái mặt là bắt đầu dính máu, răng là máu không mà các bạn. Và chị rất là sợ. Thì khi chị sợ như vậy chị nhắm mắt lại và chị cố gắng là chị sẽ niệm, tại vì không thể nào nói chuyện ra được, cho nên nó là chị đã cố gắng chị niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật mà niệm liên tục. Thì chị khi chị niệm như vậy là chị đã bị cái người thanh niên đó tát vô mặt mình, tát hả mà tát bóp rất là đau nha các bạn, chị rất là đau. Và cái người đó nói rằng đó hả, mày niệm Phật hả, mày niệm Phật nè, tao đánh cho mày hết niệm Phật nè. Và khi mà chị bị đánh đau như vậy nhưng mà chị vẫn cố gắng tập trung để mà niệm Phật các bạn, thì khi đó là chị mở mắt ra thì chị thấy rằng cái người thanh niên này từ từ biến mất. Và khi mà cái người thanh niên này biến mất rồi á, thì chị bắt đầu mới ngồi dậy, cái cơ thể chị bắt đầu mới nhẹ nhàng. Và khi ngồi dậy được rồi, nói được rồi á, là chị la lên để cho mọi người cùng thức dậy. Và chị đã kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì nguyên đêm hôm đó khi mà mọi người nghe rồi cũng không ai dám ngủ luôn. Và tới sáng hôm sau thì chị đã đòi về trong cái ngày hôm đó chứ không ở lại cái phòng đó nữa các bạn. Thì đó là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác các bạn. Bạn này kể là bạn có một người bạn. Thì người bạn này là làm nhân viên kỹ thuật của một công ty điện thoại di động. Công ty này là nói ra có nhiều người biết lắm, nhưng mà Thi sẽ tránh nói tên công ty của người ta, tại vì là người ta vẫn còn đang làm ăn tế nhị các bạn. Thì khi đó là cách đây khoảng 4 năm trước là công ty này có mở một cái chi nhánh nằm ở trên đường Võ Văn Tần, quận 3 các bạn. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà đó để mở chi nhánh á, thì chỉ có duy nhất cái chị quản lý của cái chi nhánh đó là có cái chùm chìa khóa mà thôi. Sáng là chị này tới sớm và mở cửa, xong rồi nhân viên vào. Và tới 10 giờ tối là chị là người về sau cùng các bạn. Thì cái thời gian đầu không hề có cái chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà một hôm là khi chị quản lý mở cửa ra để chuẩn bị mở cửa chi nhánh á, thì chị quản lý thấy rằng á, là có một cái máy Samsung Galaxy Tab nằm ở dưới đất, bị rơi dưới đất. Mà cái máy này á, là cái máy để cho khách test
cắm vào trong những cái đốc sạc. Các bạn mà đi những cái siêu thị điện thoại hay là những cái cửa hàng điện thoại lớn á, thì các bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ để một hàng máy để cho mình sử dụng thử, rồi sau đó mới chọn mua. Thì cái máy này cũng vậy, là được, bình thường là được để trên bàn, cắm vào trong cái đốc sạc đó các bạn. Nhưng mà khi chị vào, chị thấy rằng ủa tại sao ai đụng làm rơi cái máy mà không có lụm lên. Thì chị cũng nhặt lên, và khi mà nhân viên vào thì chị có hỏi, nhưng mà không có ai nhận hết, mọi người đều nói rằng không biết. Thì chị rất là bực các bạn. Và qua ngày thứ hai cũng tiếp tục cái hiện tượng như vậy nữa. Cái máy Samsung này hoàn toàn không hề bị chầy xước, không hề bị cấn, bị một cái gì hết. Hoàn toàn bình thường, chức năng là vẫn còn lên bình thường, nhưng lại nằm ngay ngắn ở dưới đất. Thì chị bắt đầu lại hỏi tiếp tục những người nhân viên của mình, nhưng mà những người này lại tiếp tục chối. Thì chị rất là bực. Chị rất là bực, chị nói rằng đó là chị nghĩ trong lòng rằng là chắc là sợ bị la, cho nên đó là cái người mà làm rơi không có dám nhận. Nhưng mà chị tức một cái là cái người đó tại sao không có ý thức. Làm rơi cái máy thì mình chỉ cần là có ý thức, mình nhặt lên mình để lại chỗ cũ mà thôi, mà tại sao không có ý thức mà vẫn để trên cái nền nhà như vậy. Thì khi mà qua tới cái ngày thứ ba các bạn, là cái ngày này á, là sáng chị vào chị mở cửa thì chị tiếp tục thấy rằng cái máy này đang nằm ở dưới đất. Thì chị này, kỳ này là chị tức rồi nha, và chị la những cái người nhân viên trong cái tiệm đó, là trong đó kể cả là có cái bạn trai mà đã kể cái câu chuyện này cho bạn nghe. Và khi chị la như vậy á, là chị suy nghĩ trong lòng rằng tối hôm nay nè, trước khi mà mình về á, là mình sẽ không có tắt cái camera, không có tắt, mình cứ để cái camera đó để xem rằng đó là ai mà lén ở lại. Tại vì ngôi nhà này cũng là 2-3 lầu các bạn. Chị nghĩ rằng có người lén ở lại ngủ rồi làm rơi máy mà không nhặt vào, cho nên đó là tại vì duy nhất chị này giữ cái chùm chìa khóa mà thôi, chứ không có ai mà có chìa khóa nữa. Thì chị nghĩ rằng người ta lén ở lại không thôi. Thì khi đó là tối hôm đó chị về và chị đã không tắt cái camera của cái tiệm, cái shop đó. Và tới sáng hôm sau thì tiếp tục chị mở cửa vào á, là chị vẫn thấy cái máy được rơi, được đặt ở dưới cái nền đất á, và đặt ở đó rất là ngay ngắn. Thì chị thật sự tức giận, là đã 4 lần rồi. Nếu mà gặp trường hợp của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ tức các bạn ha. Thì khi đó là chị, khi mà đợi tất cả các nhân viên có mặt đầy đủ rồi, thì chị bắt đầu kêu lại và bật lại cái đoạn camera trong cái cửa tiệm từ tối hôm qua cho tới bây giờ các bạn. Thì khi xem là nguyên một nhóm đứng xem, và từ từ nguyên nhóm bắt đầu sợ hãi khi mà trông thấy rằng á, là cái camera đó có một cái bóng người từ ở cầu thang các bạn, từ cầu thang, và cái bóng người này lướt ra. Nhưng mà lúc đó là cái bóng người rất là mờ, và cái bóng người này lướt vòng trong các góc, trong các góc phòng của cái tiệm. Xong rồi á, là khi mà lướt như vậy là rất mờ nha các bạn. Nhưng khi mà bước đến ngay chỗ cái quầy mà để cái điện thoại, cái máy tính bảng Samsung đó, thì cái bóng người này á, là hiện giống như là rất là rõ. Mới nãy là chỉ nhìn thấy cái bóng thôi, nhưng khi mà hiện tới đó là rất là rõ, mọi người trông thấy rất là rõ. Và mọi người rất là sợ các bạn. Và khi mà nhìn thấy rằng cái người con gái đó rõ ràng là một người con gái, tóc rất dài, mặc một cái áo dài và không có tay, không có chân các bạn. Và sợ hãi nhất rằng đó là khi cái cô gái này đứng ngay cái bàn đó đó, thì tự nhiên đó là cái máy tính bảng được nhấc lên, được nhấc bổng lên và được giống như là được đặt nhẹ nhàng xuống đất vậy các bạn. Thì lúc đó là mọi người rất là sợ hãi luôn, ai cũng là hoang mang hoảng hốt, không có tin vào mắt mình. Khi mà xem lại cái đoạn camera đó thì chị quản lý đã báo cáo lên trên nữa, thì ban giám đốc mới nói rằng là thôi bây giờ là mua bánh kẹo để mà cúng cho người ta. Thì khi mà cúng xong thì cũng không còn những cái hiện tượng lạ nữa các bạn. Và anh này cũng kể thêm rằng là dầu khi thuê cái ngôi nhà này là ở dưới là để shop, rồi ở trên nó là để kho, để hàng, chứa hàng hóa các bạn. Còn ở trên, tầng trên nữa là hầu như á, là khi bước lên lầu là đã cảm thấy rất là ghê rồi, cảm thấy rất là sợ rồi. Nhưng mà hả, có một lần đó thì có một anh nhân viên, ảnh đã trong cái lúc nghỉ trưa thì ảnh đã lên cái tầng trên, cái phòng trên tầng trên cùng á, để mà ảnh nghỉ trưa các bạn. Thì khi lên đó nằm, đang ngủ thì ảnh
có mơ mơ màng màng thì ảnh đã thấy một cái bóng người, và cái bóng này cứ lướt qua lướt lại, và ảnh nhìn kỹ thì ảnh thấy đó là một cái bóng của một cô gái. Thì anh này rất là sợ và chạy xuống dưới kể cho mọi người nghe. Từ đó về sau cũng không có dám lên để mà ngủ nữa các bạn. Hầu như á, là các nhân viên trong tiệm là không có ai dám lên lầu hết, trừ khi nào mà Ly lên đó để mà lấy hàng thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Một câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, thì bạn được mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện kể rằng á, là khi mà mẹ bạn còn nhỏ, lúc đó là cũng mười mấy tuổi rồi, khoảng năm 1980 đó các bạn. Và hiện giờ thì mẹ bạn cũng không có lớn tuổi gì lắm, cho nên nó là nhớ rất là rõ câu chuyện này. Mẹ bạn là con út của bà ngoại. Bà ngoại của bạn có tới 9 người con các bạn. Và khi mà sau chiến tranh đó, thì gia đình của ngoại bạn đã được cấp cho một ngôi nhà ở bên quận 5. Bạn có để hẳn địa chỉ luôn, nhưng mà Thi không có tiện nói trên đây nha các bạn. Các bạn muốn biết thì các bạn vào trong Facebook của Thi để các bạn xem nha. Thì khi mà được cấp cho ngôi nhà này á, thì ngôi nhà gồm một trệt, một cái lầu. Thì gia đình của bạn đã ở trên cái lầu trên, còn cái trệt ở dưới á, là để cho một cái gia đình ở. Thì cái gia đình kia á, là giống như là gia đình bạn cho thuê lại cái tầng ở dưới vậy đó. Thì khi mà ở trên lầu vậy là trên lầu nữa thì không có cái tầng nào nữa hết, chỉ có một lầu thôi. Và rất là nhiều người nhà của bạn tụ tập nhau để mà ở trên cái tầng đó. Tại vì thời đó cũng rất là khó khăn, các bạn có cái chỗ ở là may rồi. Thì bạn kể rằng là trong cái khoảng thời gian mà ở trong cái ngôi nhà đó đó, thì những thành viên tối ngủ là cứ nghe cốc 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 cọc cọc cọc. Tại vì nhà thì giống như là nghe một cái tiếng rất là lạ phát ra. Nhưng mà thời điểm đó là khổ quá mà lại nghĩ rằng chắc là chuột, cho nên nó là cũng không có ai để ý gì nhiều. Thì một hôm á, là người giống như là người dì ba của bạn á các bạn, thì người dì ba này sinh con. Và khi dì sinh á, là khi mà khuya dì trở dậy để mà cho em bé bú, pha sữa cho em bé bú á, thì khi pha sữa là đang đứng giống như là ngái ngủ sơ ca á các bạn, vừa ngái ngủ mà vừa pha, thì tự nhiên dì có nghe cái tiếng cốc 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 cốc. Là khi mà nhìn lại á, là dì nhìn thấy rõ ràng trong cái bình sữa thấy có một viên sỏi nằm ở trong đó. Thì dì mới nghĩ rằng ủa, trên lầu á, là hoàn toàn đâu có gì đâu, mà sao viên sỏi này ở đâu ra vậy trời. Thì lúc đó là dì hết hồn và dì biết rằng á, là mình bị ma trêu, cho nên á, là dì đã hất luôn cái bình sữa và chạy vô trong cái chỗ ngủ của mình, không có dám đứng đó nữa các bạn. Và có một lần khi mà bà ngoại của bạn á, là kể chuyện cho các dì, các cậu của mẹ bạn nghe, thì do là nhà bạn lúc đó là rất khó khăn, những cái bóng điện á, các bạn đều bị đứt, và bà ngoại của bạn á, là gạt hẳn cái cầu dao xuống, tại vì hả đứt rồi cũng không có xài được, mà không có tiền mua bóng mới để mà thay vào, cho nên nó là ngoại cũng tiết kiệm và gạt hẳn cái cầu dao điện xuống rồi thắp đèn dầu mỗi tối mà thôi. Thì hôm đó là đang nằm kể chuyện nghe, thì khi mà tới đoạn chuyện ma á, thì bà ngoại của bạn mới nói với lại những đứa con của mình rằng á, là mẹ nghe nói á, là cái nhà này có ma, mà mẹ không có tin đâu. Nếu mà nhà mà có ma thử để cho điện trong nhà sáng lên hết thử, mẹ xem thử coi. Thì khi mà bà ngoại bạn vừa nói cái câu đó dứt xong á, là chỉ một chút xíu thôi, là ngay cái cửa, tại vì cái cửa này là bằng gỗ rất là nặng các bạn, tự nhiên nó kêu một cái két, một cái giống như là trong các phim ma mà chúng ta coi, mà cái tiếng kêu nó phát ra rất là ghê. Một cái két một cái, rồi nghe một cái bụp, và xong rồi toàn bộ đèn trong nhà tự nhiên sáng phật lên các bạn. Mà dẫu rằng đó là ngoại đã gạt, chính tay ngoại đã gạt cái cầu dao xuống rồi hả, đèn thì đã đứt toàn bộ rồi, đâu có còn cái bóng nào cháy đâu, mà tự nhiên lúc đó một cái bụp là cái cầu dao được bật lên, xong rồi toàn bộ đèn đều sáng lên. Thì khi đó ngoại sợ hãi rồi hả, là dì cậu dì của mẹ bạn đều sợ hãi, đều chạy ra khỏi nhà hết. Thì đó là cái lần thứ hai mà cái câu chuyện mà giống như là sâu sắc. Và thêm một cái câu chuyện nữa là mẹ bạn này lúc này cũng mười mấy tuổi rồi, thì mẹ bạn có xin bà ngoại bạn một cái gì đó, nhưng mà ngoại không có cho, không có chiều, cho nên mẹ bạn mới giận ngoại và giống như dùng dằn, khi mà xin không được bắt đầu dùng dằn bực bội các bạn. Và khi đi cái cầu thang á, là mẹ bạn giọng cái chân rất là mạnh, giống như là đi mà râm râm râm, là bực á nha, giận á nha.
Thì khi mà giẫm cái chân xuống như vậy tự nhiên á là mẹ bạn bị nhức cái chân. Mà nhức giống như là ai bẻ giò mẹ bạn, khiến cho mẹ bạn không có thể nhấc cái chân được, mà không có thể là hả nhấc lên. Thì khi đó là mẹ bạn đã nhờ cái người phụ nữ sống ở dưới cái tầng dưới nhà mình á, là do cái bà này mẹ bạn nghe người ta nói rằng bà này có căn. Nhưng mà hả là mẹ bạn cũng không có hỏi gì nhiều, chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Thì khi mà con mình là mẹ bạn bị như vậy, cho nên bà ngoại mới hỏi, hỏi rằng á, là chị không biết cháu nó bị làm sao mà khi nó đi cầu thang á, là bây giờ nó cái chân nó là không thể cử động được, mà nó nhức, nó đau dữ lắm. Thì cái bà đó mới nói rằng á, là do á, hả con chị nó quậy quá, cho nên á, là người ta ghét, người ta bẻ chân đó. Thì khi đó là bà ngoại bạn bắt đầu hoang mang hỏi, ủa người ta nào chị, người ta nào? Thì bà này mới trả lời rằng á, là ngay cái cầu thang, ngay ở dưới á, là có một cái quan tài. Và cái quan tài này người ta chôn một người đàn ông, người Tàu các bạn, người Hoa nằm ở trong đó. Và ngay cái cầu thang là ngay cái đầu nằm của ổng, cho nên nó là con của chị đi giọng rầm rầm, ổng không có ngủ được cho nên ổng đã bẻ chân con chị đó. Thì khi mà bà ngoại bạn nghe nói, nghe cái bà này nói vậy, bà ngoại bạn rất là sợ. Và bà này có nói thêm rằng á, là ngôi nhà này trước khi mà cấp cho gia đình chị á, là ngôi nhà này là một cái nhà chứa, chứa gái các bạn. Ở trên cái tầng mà gia đình bạn đang sống là những cái cô gái mại dâm sống ở trên đó. Và những cái cô này luyện bùa, luyện ngải rất là nhiều. Cho nên nó là bây giờ trong nhà này rất là nhiều vong hồn. Nhưng mà nhờ sợ cái bà này cho nên những cái vong đó họ không có dám quậy các bạn. Thì khi mà bà ngoại bạn nghe tới đó rất sợ, và qua ngày hôm sau đã mua một con vịt để mà cúng khấn vái để mà xin lỗi. Thì khi cúng xong á là mẹ của bạn bắt đầu hết nhức cái giò luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi cho Thi, và bạn nói thêm rằng á là sau này ngoại của bạn có kêu bán cái ngôi nhà này, bán rất là nhiều năm nhưng không có bán được, mặc dầu có người đã đặt cọc 10 cây vàng luôn, nhưng khi mà vô nhà cái là người ta sẵn sàng bỏ luôn cái cọc đó, mà người ta bỏ không mua nhà nữa. Thì sau này ngoại cúng kiến rất là nhiều cho nên mới bán được cái ngôi nhà này. Và hiện tại ngôi nhà này vẫn còn nằm tại con đường đó. Cái kiến trúc hiện tại bây giờ vẫn giữ y nguyên, người ta không có sửa sang lại. Nhưng mà nghe nói rằng là đã đổi qua rất là nhiều chủ rồi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì do mẹ bạn kể lại rằng là khi sống ở cái ngôi nhà đó, thì trong cái khu vực đó là khu vực quận 5, thì cách đó vài căn là có nhà của một cô gái. Thì cái cô này rất là đẹp các bạn, 19-20 tuổi, và có anh người yêu cũng rất là điển trai. Cô này đi làm á, là được sếp, một cái ông sếp, ông này á, là chủ của một cái giống như là một cái ông chủ lớn của cái khu chợ lớn thời xưa đó. Thì ông này thích cái cô gái này, nhưng mà tỏ tình thì cổ từ chối, do là cổ đã có người yêu rồi. Thì ông này bắt đầu đâm ga ghét, khi mà ăn không được cho nên muốn phá cho hôi các bạn. Và ổng đã thư yếm cái cô này, không biết là bỏ bùa bỏ ngải làm sao mà cô này tự nhiên phát điên. Phát điên từ sáng cho đến 7 giờ tối là cổ trở lại cái trạng thái bình thường, như cái người bình thường. Còn ngoài ra cứ hễ mà tới tối xong rồi ngủ dậy, tới sáng là bắt đầu cổ phát điên và cổ làm, cổ la hét, cổ làm rất là ghê cho tới tối là hết. Và trong suốt 2 tháng trời là cổ rất đau khổ, khi mà tỉnh rồi là cổ đau khổ lắm. Thì cái hôm đó là anh người yêu về rồi á, thì cô này đã trốn vào trong cái phòng riêng của mình, khóa trái cửa và viết 3 cái bức thư tuyệt mạng các bạn. Một bức là cổ gửi cho gia đình, một bức là cổ gửi cho anh chàng người yêu của mình, còn bức cuối cùng á thì cổ gửi cho nhà chức trách để mà tố cáo ông này đã sử dụng bùa ngải hại mình các bạn. Thì khi đó là cổ bắt đầu cắt tay mà máu ra rất là nhiều, nhưng mà hình như là chắc là cổ đợi để cho mất máu mà chết, nhưng mà cổ không chết cho nên cổ đã tự vẫn, cổ nhảy từ trên lầu nhảy xuống, nhưng mà không có chạm đất liền các bạn, mà trúng, tại vì ngày xưa cái khu chợ lớn thì dây điện rất là chằng chịt, cho nên đó là cổ đã trúng nguyên một cái chùm dây điện và khiến cho cổ bị điện giật. Và khi mà cổ tiếp đất rồi là con người đen thui, mặt mày không còn ai nhận ra được. Và cho tới khi mà công an người ta đến rồi, dân xôn xao hết rồi, thì lúc đó mẹ bạn cũng có lén dòm qua xem.
Rồi khi mà công an phá cái cửa thì sau đó là mẹ bạn có lén để mà vào để mà xem, giống như là đứng xa xa chen chúc nhau để mà nhìn cái phòng của cô này á, thì thấy rằng cái phòng của cổ rất là nhiều máu. Mà khi công an người ta thấy những cái bức thư đó rồi thì công an có bắt cái ông chủ đó, nhưng do là không có bằng chứng gì hết cho nên đã thả ra. Đồng thời ông này rất là giàu có, một ông chủ ở chợ lớn, cho nên nó là nhờ cái thế lực cho nên ổng cũng thoát tội luôn các bạn. Thì bạn nói rằng là câu chuyện này chấn động thời bấy giờ ở chợ lớn, nhưng mà Thi thì lại không biết câu chuyện này. Bạn nói rằng thời đó là xôn xao hết luôn. Thì khoảng một thời gian sau là có một cái ông này là chuyên chở hàng của cái khu chợ lớn các bạn, và do là buổi tối hôm đó thì ổng có ngừng ở ngay cái khu vực nhà của cái cô gái này để mà ngủ qua đêm. Thì ổng đang ngủ thì tự nhiên ổng nghe cái tiếng đập cửa xe, thì ổng mới mở ra, ổng thấy cái cô gái đứng ở ngoài và cổ nói rằng là chú làm ơn cho con lên xe, con ngủ nhờ, tại vì con về trễ, về khuya quá mà con kêu cửa con sợ mẹ con la, cho nên chú cho con ngủ nhờ nha chú. Thì ông này nhìn thấy cô này có vẻ là gương mặt rất hiền, rồi nhìn thấy quen nữa, cho nên ổng cũng cho lên ngủ luôn các bạn. Thì tới sáng khi mà ổng thức dậy, ổng không thấy cô này đâu nữa, và ổng đã là nghĩ rằng là cái cô này chắc là đã vô nhà rồi. Thì ổng có kêu cửa, tại vì cái cô này có chỉ cái nhà của cổ, thì ổng có kêu cửa, ổng hỏi hôm này nó về trễ, nó sợ rằng là tôi, nó sợ rằng chị la, cho nên nó xin là lên xe tôi ngủ nhờ. Thì lúc này mẹ cô gái này mới nói rằng trời ơi anh ơi, con của tôi mất rồi. Thì ông này bàng hoàng không tin các bạn. Thì mẹ cô gái này đã chỉ lên cái bàn thờ, thì ông này mới hốt hoảng khi mà nhìn cái di ảnh trên bàn thờ là chính cái cô gái này. Thì đây là cái câu chuyện mà theo bạn nói rằng là khu chợ lớn rất là nổi tiếng. Nhưng mà Thi không biết các bạn, thì các bạn nào mà đã ở lâu ở bên quận 5 thì các bạn có thể hỏi ông bà cha mẹ mình coi có hay không nha mọi người. Thì hôm nay là Thi đã kể xong những câu chuyện của tập 200 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 201 nha mọi người. Và bây giờ là xin chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Trước khi ngủ nhớ nghe chuyện của Thi rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.